Tử vi tuổi Sửu tháng 3 âm lịch, chuyển mình bứt phá, vượt qua trở ngại, đánh bại tiểu nhân, chuyển mình giàu có. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi Sửu trong cái tháng 3 âm lịch năm 2024 đó, nó là tháng tháng Mậu Thìn. Đó. Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn những cái nội dung chính sau đây. Một là tổng quan vận hạn của những người tuổi Sửu trong tháng 3 âm lịch năm 2024. Thứ hai là vận trình tử vi sự nghiệp, công việc của những người tuổi Sửu trong tháng 3 âm lịch. Thứ ba là tử vi tài lộc của những người tuổi Sửu trong tháng 3 âm lịch. Thứ tư là vận trình tình duyên, gia đạo của những người tuổi Sửu. Thứ năm là về sức khỏe tổng quan của những người tuổi Sửu. Và thứ sáu là kích hoạt tài lộc chi tiết cho từng tuổi. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Quý vị thân mến, đầu tiên chúng ta cùng xét về cái tổng quan vận hạn của những người tuổi Sửu trong tháng 3 âm lịch. À, như quý vị đã biết đấy, những người tuổi Sửu gặp cục diện là tháng 3 âm lịch đó là tháng Mậu Thìn, Sửu và Thìn là cục diện là tương phá, đúng không? À, các chuyên gia tử vi cũng đánh giá tháng 3 âm lịch thì những người tuổi Sửu ấy có nguyệt lệnh lên một đất dưỡng là cắt lợi cho con giáp tuổi Sửu ở cái khía cạnh công việc. Có thể các bạn sẽ được hỗ trợ rất nhiều để đạt được những cái mục tiêu cao hơn trên cái con đường sự nghiệp của mình Tuy nhiên, cái vấn đề nội lực của các bạn ấy cũng đóng vai trò quan trọng chứ không đơn giản chỉ là dựa vào cái vận may hay là cái cơ hội bên ngoài. Bản mệnh là những người cực kỳ tinh ý, chỉ cần nghe một từ khóa quan trọng nào đó là có thể là gì? Khai thác được cái vấn đề, thao hùng và sáng tạo với những cái ý tưởng hay ho từ đó. Nhờ thế mà trong cái tháng 3 âm lịch ấy, các bạn sẽ gặt hái được không ít cái thành công trước cái sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. À, tiếc rằng trong tháng này ấy, thì có kiếp tài nó xuất hiện nó dự báo những cái ý kiến trái chiều về cái cuộc sống hay là về công việc của những người tuổi xíu ở à, trên thực tế là cho dù bạn có cố gắng làm việc tốt cỡ nào đi chăng nữa thì cũng có người không thích không hài lòng thậm chí là ghen tị vậy nên quý vị nên nhớ có chuyện thì nói gì xấu bỏ sau lưng đó vì thế trong thời gian này đừng vì những cái chuyện không như ý mà quý vị giận cá chém thớt gây ảnh hưởng tiêu cực tới cả những người mà thực lòng yêu thương cũng như là quan tâm tới mình. Bên cạnh đó, trong cái tháng 3 âm lịch thì những người tuổi xỉu chân thành giao tiếp cởi mở nên là cũng được nhiều người yêu mến và giúp đỡ. Nhất là cái thời gian này lại được nguyệt lệnh lên một đất dưỡng nữa, nó sẽ tạo điều kiện cho những người tuổi xỉu có điều kiện để phát triển mạnh mẽ hơn. Ngoài ra thì cũng được cái sao thái âm cắt tinh nó hỗ trợ. Vậy nên cái vận trình tình cảm của nữ mệnh, những người tuổi xíu ấy, cũng gì cũng sẽ tốt lành lên những cái lo lắng trong cái vấn đề nhân duyên của các bạn có thể được tháo gỡ nhanh chóng trong cái tháng 3 âm lịch này vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, những người tuổi sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu sửu để trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ khi mang theo bên mình thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống tăng cường cái vận nhân duyên Đấy. Bên cạnh đó, nó cũng sẽ giúp hóa giải những xung sát thị phi tiểu nhân hãm hại. Từ đó công việc sẽ được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi cho những người tuổi xíu Đó là nội dung đầu tiên về tổng quan vận hạn của những người tuổi xíu trong cái tháng 3 âm lịch. Tiếp theo chúng ta cùng xét về nội dung thứ hai, đó là tử vi sự nghiệp của những người tuổi sửu trong tháng 3. Vậy thì công việc sự nghiệp của những người tuổi sửu trong tháng 3 âm lịch sẽ ra sao? À, xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi. À, thưa quý vị, dù đi đâu, làm gì thì trong cái vai trò nào thì những người tuổi xửu cũng chịu thương chịu khó, đảm nhận những cái công việc của mình. Nói chung ấy, trong cái tháng 3 âm lịch này, dưới sự hỗ trợ của Nguyệt Lệnh là một đất dưỡng lại càng khuyến khích cho những người tuổi xửu chịu khó làm ăn vất vả trong thời gian này vì may mắn là các bạn đang được ghi nhận cái công sức một cách xứng đáng có thể những cái nỗ lực tích cực của những người tuổi xíu sẽ được ghi nhận và khen thưởng nhưng cái việc đó không quan trọng bằng cái việc bản mệnh cảm thấy mình trưởng thành hơn sau khi mà nhận thêm những cái thử thách mới à, có thể có một số cái dự án hoặc là nhiệm vụ mới cho phép các bạn vượt qua những cái giới hạn của bản thân và thể hiện cái thế mạnh của mình à, không những thế cái không khí hợp tác tốt với đồng nghiệp cũng sẽ giúp cho công việc nó được tiến triển thuận lợi và hanh thông hơn à, tuy nhiên à, có thể với những cái thuận lợi đang có các bạn sẽ không lường trước được một số cái rắc rối mà cái cục diện là xỉu thìn nó tương phá nó nó gây ra trong thời gian này bên cạnh những người tốt thì vẫn còn có những kẻ lắm mưu nhiều kế tìm cách ngấm ngầm ám hại các bạn hay là chơi xấu các bạn sau lưng à, tuy nhiên không phải ai cũng có thể gây hại cho các bạn được Nhất là trong thời gian này khi mà có cái cắt tinh thái âm nó nâng đỡ Giúp các bạn nhanh chóng vượt qua những cái bẫy Thậm chí là còn có những người tuổi xỉu ấy Còn không nhận ra những cái chuyện này tồn tại Vì kết quả cuối cùng của các bạn rất là rực rỡ và hanh thông Vậy nên để hóa giải cái hạn tiểu nhân do cục diện tương phá mang lại Và tăng cường cái may mắn tài lộc cho mình Những người tuổi xỉu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, dậu xỉu để được trợ mệnh hộ thân Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi xíu. Đó là cái về cái vận trình công danh sự nghiệp của những người tuổi xíu. Tiếp theo nội dung thứ ba chúng ta xét đó là về tử vi tài lộc của những người tuổi xíu trong tháng 3 âm lịch năm 2024. À, thưa quý vị, Nói chung ấy, trong tháng 3 âm lịch thì những người tuổi Sửu ấy có cái tình hình tài chính nhìn chung là khá ổn định. Nếu có thưởng thì cũng không quá nhiều, chỉ đóng vai trò khuyến khích cái tinh thần của bản mệnh mà thôi. Vì thế, quý vị đừng quá xem nặng cái chuyện tiền nong rồi đánh mất đi cái sự nỗ lực của chính mình. Quý vị nhớ rằng cái sức lực của các bạn nằm ở cái nội lực bên trong. Đừng mong chờ những cái lời động viên từ bên ngoài vì sẽ có lúc các bạn cảm thấy thất vọng vì những cái điều như thế. Nhìn chung ấy, khi được nâng đỡ, vượt qua được những cái khó khăn là các bạn có thể cảm thấy mình rất là may mắn. Quý vị hãy xem đó là cái động lực lớn, quan trọng để các bạn tiếp tục lên kế hoạch cho những cái tham vọng mới hơn trong tương lai. Có thể là gia tăng tài chính gấp đôi, gấp ba, gấp năm lần hay là mua nhà tậu xe trong thời gian tới. Thì ngoài ra, nếu mà những người xung quanh gặp khó khăn, cần được hỗ trợ thì các bạn cũng nên chủ động giúp đỡ trong cái khả năng của mình. Vì chính cái điều này cũng sẽ giúp gia tăng thêm cái vận may cho các bạn. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình, những người tuổi xỉu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, xỉu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi xỉu. Đó là về vận trình tài lộc. Tiếp theo thứ tư chúng ta xét về vận trình tình duyên gia đạo của những người tuổi sửu trong tháng 3 âm lịch. À, thưa quý vị nói chung ấy trong tháng 3 âm lịch thì những người tuổi sửu độc thân không có nhiều cái thay đổi trong cái thời gian này vì chính các bạn cũng không thực sự mở lòng mình với một người nào đó. Mặc dù cho một số cái cơ hội để các bạn gặp gỡ nhưng mà các bạn lại gì không thực sự gây ấn tượng được với với ai cũng như là không ai tạo cho các bạn ấn tượng an toàn để mà thực hiện à, Các bạn nên thư giãn để mọi việc nó diễn ra một cách tự nhiên Và cũng đừng vội vàng từ chối cái sự quan tâm chăm sóc của ai đó Khiến cho các bạn bỏ lỡ đi mất cơ hội tốt đến với mình à, Tuy nhiên đối với mệnh chủ là nữ giới Thì lại có sao thái âm nó trợ mệnh Nên là vẫn có cơ hội gặp được những cái người ưng ý Hoặc là các bạn lọt vào mắt xanh của một người nào đó Sau đó họ cố tìm cách theo đuổi thể hiện cái sự quan tâm đến các bạn. Lúc này các bạn cũng đừng dùng cái tiêu chuẩn thiếu thực tế của các bạn để suốt đời họ nhé. À, quý vị hãy nắm bắt lấy cái thời cơ, biết đâu đó sẽ là cái người mà đầu ấp tay gối với các bạn đến suốt cuộc đời. Còn đối với những người tuổi xíu mà đang trong một cái mối quan hệ nào đó thì hai người có thể là gì phải đối mặt với một số cái xích mích nho nhỏ và cái sự tranh cãi trong tháng này. À quý vị hãy nhớ rằng sự thấu hiểu và bao dung lẫn nhau sẽ giúp duy trì cái mối quan hệ được ổn định và tốt đẹp hơn. Vậy nên để bảo vệ cái hạnh phúc của mình, thì những người tuổi xỉu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tăng hợp quý nhân, tị, dậm, xỉu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi, cho những người tuổi xỉu. À, thưa quý vị. À, tiếp theo chúng ta cùng xét về cái vận trình sức khỏe của những người tuổi sửu trong tháng 3 âm lịch năm 2024. À, thưa quý vị, quý vị đã biết đấy, cái thời tiết tháng 3 âm lịch nó không thực sự có lợi cho tình hình sức khỏe của những người tuổi sửu. Do đó, con giáp này nên quan tâm nhiều hơn đến cái chế độ ăn uống phù hợp để tăng cường cái sức đề kháng, phòng chống những cái bệnh tật của mình. Bên cạnh đó, cảm xúc cũng tương đối là ổn định vì những người tuổi sửu có khả năng kiểm soát khá là tốt. Thế nhưng thỉnh thoảng các bạn phải dành cho mình thời gian để thư giãn để tránh căng thẳng quá mức à, là người chăm chỉ mỗi khi mà làm việc ấy, thì những người tuổi sửu thử thường, thường quên thời gian quên cả cái việc ăn uống chính cái điều này mới tác động xấu đến cái sức khỏe của bản mệnh à, do đó trong cái thời gian này thì quý vị cũng cần phải chú ý điều chỉnh lại công việc nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ hợp lý khi mà cảm thấy thiếu năng lượng thì quý vị nên nghỉ ngơi hợp lý duy trì tập luyện thể dục thể thao để tăng cường cái thể lực cho mình À, thêm nữa quý vị cũng nên quan tâm tới cái vấn đề về khí huyết của bản thân từ đó điều chỉnh cái chế độ ăn uống sinh hoạt sao cho phù hợp đó đó là cái vận trình sức khỏe của những người tuổi xíu thưa quý vị tiếp theo nội dung thứ sáu mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn là gì? chúng ta sẽ xét về chi tiết từng tuổi và các các phương pháp để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho những người tuổi xíu nhé Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi Ký xíu sinh năm 1949 những người tuổi kỷ sửu sinh năm 1949 là mệnh hỏa, nam gặp sao kế đô, nữ gặp sao thái dương. À thưa quý vị, quý vị biết kế đô là một hung tinh ấy, vậy nên đối với nam mạng tuổi kỷ sửu sinh năm 1949 ấy thì trong năm 2024 quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là minh quan pháp bảo. Minh quan pháp bảo là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, nó sẽ giúp hóa giải những vận hạn xấu của năm, à giúp cho quý vị có một cái vận trình sức khỏe ổn định, công danh sự nghiệp thì viên mãn đó. Ờ, trong thời gian này thì những người tuổi kỷ xíu đừng vội tiết lộ những kế hoạch của bản thân kẻo bị kẻ tiểu nhân ngáng đường cản lối bên cạnh đó gia chủ cũng nên giữ gìn sức khỏe của mình nhiều hơn à, luyện tập thể dục thể thao một cách đều đặn ăn uống điều độ để tránh thì những cái bệnh tật xấu nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình à, bên cạnh đó thì với những người tuổi kỳ xíu mà đang còn muốn buôn bán kinh buôn bán kinh doanh ấy, hoặc là làm ăn ấy, thì quý vị hãy nên chơi với những người tuổi gì tuổi kỷ xíu nó kỷ lấy lọc tại ngọ lấy tí và thân là của quý nhân thì quý vị hãy chơi với những người tuổi tý tuổi thân và tuổi ngọ để được quý nhân tương trợ giúp đỡ bên cạnh đó sử mùi là tương xung thì quý vị nên tránh những người tuổi mùi nhé đó. tiếp theo là những người tuổi tân sửu tuổi tân sửu sinh năm 1961 thì có nạp âm là thổ Ngoài thổ nam thì gặp sao la hầu nữ gặp sao kế đô vì thế với những người tuổi tân sửu ấy quý vị cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái minh quan pháp bảo để được trợ lực hậu thân để được thần Phật che chở độ mạng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái minh quan pháp bảo giúp mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Ở à, trong thời gian này thì những người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 thì nên quan tâm đến yếu tố thời gian quy định và thích nghi với cái hoàn cảnh ngay khi có thể. À, quý vị hãy luyện tập thể dục thể thao một cách đều đặn nếu mà đang còn làm việc, đang còn công tác ấy, thì quý vị hãy cứ nhẹ nhàng nhé, không nên làm việc quá sức, kẻo lại ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mình. À, thưa quý vị, à, đối với những người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 mà đang muốn kinh doanh đầu tư, thì Tân lấy lộc tại Dậu lấy ngọ dần làm quý nhân, thì quý vị chôn những người tuổi Dậu, tuổi Dậu này, tuổi ngọ này và tuổi dần để gì? Để được thần tài quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp mang lại cái may mắn tài lộc cho gia chủ. À, thứ ba chúng ta còn xét về tuổi quý sửu sinh năm 1973 thì có ngũ hành là mộc, nam gặp sao kế đô, nữ gặp sao thái dương. À, kế đô nó là một hung tinh vì thế mà những người tuổi quý sửu sinh năm 1973 nam mạng ấy, quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là minh quang pháp bảo để được che chở hộ thân à, giúp cho quý vị có một năm bình yên may mắn tài lộc dồi dào. À, trong cái thời gian này thì những người tuổi quý sửu sinh năm 1973 ấy, thì hãy chịu thương chịu khó vào việc cho rồi cái trí tuệ rồi ông trời sẽ không phụ lòng các bạn à, bên cạnh đó thì để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, những người tuổi quý sửu sinh năm 1973 thì quý vị có thể chọn quý nhân đó quý lấy lộc tệ tý thì quý vị chơi với những người tuổi tí nhâm quý xà thổ tàng quý vị chơi với những người tuổi tỵ và tuổi mão đúng không như vậy là những người tuổi tuổi quý sửu sinh năm 1973 quý vị chơi với những người tuổi tý này tuổi mão và tuổi tỵ để được thần tài quý nhân trợ lực trên các con đường công danh sự nghiệp sắp tới. Thứ tư chúng ta cùng xét về những người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Ất Sửu 1985 thì nam mệnh gặp sao Thái Bạch, nữ gặp sao Thái Âm. Các cụ nói là Thái Bạch quét sạch cửa nhà. Vì thế mà quý vị hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái minh quang pháp bảo nhé để được trợ lực hộ thân. À, quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái minh quang pháp bảo mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 nhé. À, thưa quý vị, trong thời gian này thì những người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 ấy, quý vị thì cũng nên nhớ là nước trong quá thì không có cá. Các bạn không nên đặt ra cái tiêu chuẩn khắt khe quá đối với bản thân. Đó. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 ấy hãy chơi với những người tuổi sau chúng ta bị ất lấy lộc tuổi mão đúng không ất kỷ thiếu đương lấy tí thân của quý nhân vậy nên là quý vị hãy chơi với những người tuổi mão này tuổi tý này tuổi thân này để được gì thần tài quý nhân che chở giúp đỡ tiếp theo chúng ta xem tuổi thứ năm đó là tuổi đinh sửu sinh năm 1997 à, đinh sửu 1997 thì nam la hầu nữ kế đô thì đây là hai sao xấu vì thế quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là minh quang pháp bảo để mà hóa giải đó à, thưa quý vị trong thời gian này thì những người tuổi 1997 thì nên cư xử hiền hòa, vui vẻ với những người xung quanh. Cho dù là người quen hay người lạ để gặp được quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc cho mình. Bên cạnh đó, để tăng cường cái vận quý nhân thì những người tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 ấy, quý vị biết Đinh kỷ lấy lộc tại ngọ, nếu mà muốn làm ăn lớn, phát tài phát lộc thì hãy chơi với những người tuổi ngọ. À, bính đinh chưa quý vị lấy dậu hợi làm quý nhân thì quý vị có thể chơi với những người tuổi dậu thì được gì tam hợp lại là quý nhân đúng không? Và trên những người tuổi Hợi thì cũng vừa là tăng hợp vừa là à, vừa là quý nhân lại vừa là tam hội cũng rất là tốt đó à, quý vị thân mến như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của những người tuổi Sửu trong cái tháng 3 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký Kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình Còn bây giờ Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, Xin cảm ơn